Sau khi nhà Hồ sụp đổ, quân Minh giơ cao ngọn cờ phu trần diệt Hồ nhằm phủ dụ dân chúng, chỉ với một mục đích biến Đại Việt thành quận giao chỉ, sáp nhập vào lãnh thổ Đại Minh. Thế nhưng dù trăm phương ngàn kế, bức màn dối trá phu trần diệt Hồ không thể nào che mắt được người đời. Hậu nhân nhà Trần liên tiếp dựng cờ khởi nghĩa chống lại quân Minh. Từ năm 1407 đến năm 1414, lần lượt giảng định đế Trần Ngỗi rồi trùng quan đế Trần Quý Khoáng thay nhau đứng lên chống giặc Minh. Hai đời vua hậu Trần trải qua 7 năm nhưng kết cục đều thất bại. Người dân Đại Việt bước vào thời kỳ đen tối bậc nhất trong lịch sử ngàn năm phong kiến. Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, dùi con đỏ xuống dưới hầm tai giả. Bằng chính sách sắt và máu, tổng binh Trương Phụ tiến hành một chiến lược tiêu diệt giặc hóa quy mô chưa từng có, đồng thời tắm máu các cuộc khởi nghĩa của dân ta. Tàn bạo chính là đạo cai trị của Trương Phụ. Ta sẽ biến bọn chúng thành nô lệ, kẻ nào chống lại ta sẽ giết kẻ đó. Thế nhưng quyền lực của quân Minh không hề bền chặt. Hoàng đế Đại Minh chủ tâm chia ba thế lực tại giao chỉ: Trương Phụ nắm binh quyền, Hoàng Phúc cai quản hành chính và bọn nội quan Mã Kỳ đi theo giám sát hai người kia. Hoàng Phúc giữ chức hành bộ thượng thư, vốn không đồng tình với cách làm bạo ngược của Trương Phụ. Ông cho thi hành chính sách đồng hóa, dùng người giao chỉ cai trị người giao chỉ, bắt ép dân ta phải theo phong tục người Hán, từng bước biến giao chỉ thành quận huyện của nhà Minh. Chỉ cần con dân giao chỉ trở thành con dân của Đại Minh, hoàng ân sẽ sôi sáng an nam, thiên hạ sẽ thái bình.